Ngoài gameplay và âm thanh thì hình ảnh là thứ không thể thiếu của trò chơi điện tử hiện đại. Đọc tiêu đề video thì các bạn cũng biết hình ảnh mà mình đang nói ở đây là cái gì rồi đấy. Những bóng hồng xinh đẹp là một gia vị không thể thiếu trong trò chơi điện tử. Với sự nâng cấp chóng mặt về đồ họa máy tính trong nhiều năm trở lại đây, cái thời người ta sim nhân vật mà thân hình chữ nhật, đầu hình vuông, ngực hình tam giác đã kết thúc rồi. Bước cái thời kỳ mới, chúng ta đã có quá nhiều nhân vật được lột xác hoàn toàn, và cũng không ít trong số nhân vật mới này được tạo ra, tạo nên tiếng vang cho cả dòng game. Vậy thì các bạn có tò mò tựa game nào sẽ có thể khiến các bạn trở thành một sim chúa chính hiệu hay không? Hãy cùng bọn mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi vào phần chính video thì xin phép cho mình quảng cáo một phút. Đó chính là cảm ơn TechSpay Việt Nam đã tài trợ cho video này. Và nếu như các bạn muốn mua những sản phẩm gaming gear, đồ công nghệ và những sản phẩm thiết bị máy tính thì đừng quên mua ngay tại website TechSpay với mã DOMIO để được giảm giá 10% trên đơn hàng nhé. Còn bây giờ, hãy bắt đầu phần chính video thôi. Để bắt đầu danh sách ngày hôm nay, chắc chắn Tomb Raider phải là cái tên không thể bỏ qua. Là một dòng game lâu đời khi đã 25 năm tuổi tính từ phiên bản đầu tiên, Lara Croft Tomb Raider là một trong trò chơi đầu tiên lấy nhân vật chính là nữ. Điều này giúp tựa game nổi bật hơn hẳn so với những tựa game cùng thời, do thời đó nhiều nhà sản xuất nghĩ rằng game chỉ dành cho con trai và họ ưu tiên những trò chơi có nhân vật nam mạnh mẽ và nam tính hơn. Năm 2013, Tomb Raider ra mắt và làm mới lại toàn bộ series già cỗi này, thổi một luồng gió mới của Next Gen và biến Lara trở thành một trong những nữ nhân vật chính biểu tượng của ngành công nghiệp game tỷ đô. Kết hợp gameplay khám phá, phiêu lưu và sinh tồn, Tomb Raider có hệ thống chiến đấu, hành động lén lút vô cùng ấn tượng. Trò chơi mang đến câu chuyện về nhà khảo cổ học trẻ Lara Croft từ những ngày đầu của bước chân vào nghề. Trilogy Tomb Raider đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mang đến chúng ta câu chuyện về cuộc đời của Lara Croft. Cô phải vượt qua vô vàn những khó khăn thử thách để có thể dũng cảm đối mặt với tất cả những thế lực khác nhau, từ người thường cho đến tâm linh. Là một trong những waifu đầu tiên của nhiều thế hệ 8X, 9X, chắc hẳn nhiều bạn sẽ yêu thích câu chuyện và đồng hành cùng Lara Croft trong suốt 3 phần game cùng cô. Nier Automata là tựa game vô cùng nổi tiếng đến từ nhà làm game quái kiệt Yoko Taro. Bối cảnh của trò chơi kể về nhân loại hậu tận thế khi người hành tinh xuất hiện và chinh phục hành tinh xanh, buộc nhân loại phải di cư lên mặt trăng và tạo ra những android, những robot trung thành phục vụ con người tái chiếm lại trái đất. Nhân vật chính mà chúng ta điều khiển là Chubby, một android thuộc lớp chiến đấu, chống lại những cỗ máy và hỗ trợ cho phe kháng chiến. Chubby cùng người chơi tìm ra những bí mật bị giấu từ quá khứ và những bí mật đen tối đó là gì, các bạn có thể khám phá khi chơi Nier Automata. Cơ chế chiến đấu của trò chơi được thiết kế rất đặc biệt, những đòn thế của cô không chỉ đơn thuần là đánh hay chém, mà nó còn được nhà phát triển ví như một màn khiêu vũ, khi người chơi có thể điều khiển nhân vật của mình chiến đấu một cách vô cùng mượt mà với những đòn thế đẹp mắt và tốc độ cao. Ngoài nhân vật chính là 2B, người chơi còn có thể được điều khiển hai android khác là A2 và 9S. Nói phần gameplay cốt truyện sơ lược là vậy rồi, tuy nhiên thì điểm thu hút người chơi nhất của Nier chính là 2B. Nhiều người nói vui rằng cô chính là người cứu cả dòng game và mang cái tên Nier ra ánh sáng. Còn các bạn nghĩ sao về tựa game này? Hãy bình luận cho mình biết nhé! Một dòng game có tuổi thọ tỷ lệ thuận với số lượng waifu nó sở hữu, Final Fantasy chắc chắn là tựa game không hề xa lạ vì đây là một trò chơi nhập vai nổi tiếng nhất trên thế giới và tuổi thọ đã lên tới 34 năm. Đa số những phiên bản Final Fantasy đều lấy bối cảnh giả tưởng kể về những câu chuyện khác nhau. Là một tựa game nhập vai, người chơi có thể đồng hành với rất nhiều đồng đội mạnh mẽ trong suốt quá trình của mình, và tất nhiên không thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Có lẽ cuộc chiến giữa fan Tifa và fan Aerith sẽ chưa và không bao giờ ngã ngũ khi quả thực hai nữ chính xinh đẹp của chúng ta có tất cả đặc điểm để thu hút những đấng mạch dâu, thậm chí là cả phái nữ luôn. Thiết kế nhân vật sáng tạo và tất nhiên không kém phần đẹp mắt, gameplay của Final Fantasy luôn cải thiện theo từng phiên bản, từ bỏ lối chơi turn-based cũ kỹ, Final Fantasy 7 Remake đã tìm được cách trung hòa yếu tố chặt chém và hệ thống sử dụng kỹ năng với nhân vật. Với những cải thiện sáng tạo hợp lý về mặt gameplay, cốt truyện cũng đã rẽ sang một nhánh hoàn toàn mới. Có lẽ dòng game Final Fantasy sắp tìm lại được ánh hào quang thời đỉnh cao của mình trong những phiên bản tiếp theo. Một tựa game kinh dị đáng sợ nơi bạn phải đối đầu với những tên zombie, vũ khí sinh học rồi nào là virus đáng sợ. Những kẻ đã từng là con người, mất đi hết nhân tính, sẵn sàng lao vào bạn vì cơn thèm xác thịt. Đó là Resident Evil trên console thôi, chứ qua PC là một câu chuyện hoàn toàn khác. Resident Evil là một cái tên không quá xa lạ nếu không muốn nói là quen mặt với anh em game thủ. Trò chơi kinh dị sinh tồn này là một trong tựa game dẫn đầu xu thế remake lại những phần game cũ, hồi sinh và khoác lên chúng những tấm áo mới đẹp bóng bẩy hơn. Tuy phần mới nhất của tựa game là Resident Evil Village, nhưng mọi người đã bàn tán về nó quá nhiều rồi, nên mình sẽ giới thiệu các bạn một bản Resident Evil khác, tuy cũ hơn nhưng chắc chắn không làm các bạn thất vọng. Đó chính là Resident Evil 2 Remake.
là phát súng đầu tiên của Capcom trong việc hồi sinh lại dòng game này. Trò chơi được đầu tư rất cẩn thận trong tất cả khía cạnh, thì hình ảnh, âm thanh và gameplay. Ngoài ra cũng tương tự tựa game mình vừa đề cập trên, Resident Evil 2 cũng có một cuộc chiến giữa fan của hai cô nàng Ada và Claire. Mỗi người mang một vẻ đẹp của nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra thì trò chơi cho phép người chơi hệ PC mod nhân vật họ đang điều khiển hay thậm chí là cả kẻ thù. Vì vậy, trải nghiệm Resident Evil 2 chắc chắn sẽ không đáng sợ như phiên bản gốc. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Là một quy mô đích thực, làm sao có thể bỏ qua siêu phẩm Persona 5 ở trong list game Sim được nhỉ? Một trong những game JRPG nổi tiếng nhất, Persona 5 là phần mới nhất của dòng game Persona, vốn là một nhánh spin-off của tựa game Shin Megami Tensei. Điều nổi bật nhất của dòng game này chính là phần đồ họa đẹp mắt, được trau chuốt tỉ mỉ và đầy ấn tượng. Dòng game này kể câu chuyện những cô cậu học sinh trẻ tuổi khám phá ra những sức mạnh và điều kỳ bí. Cụ thể hơn thì trong phần game mới nhất, người chơi đã được một ứng dụng bí ẩn trên điện thoại dẫn dắt vào một cuộc hành trình khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong trái tim của những kẻ thối nát ẩn sau vẻ ngoài đàng hoàng sạch sẽ. Đồng hành cùng nhân vật chính sẽ là những người bạn, trò chơi có hệ thống app hẹn hò, thanh cảm tình của nhân vật. Do đó khi chơi Persona, các bạn có thể tán tỉnh những cô gái trong đội của mình, hẹn hò với họ, tăng cường tình cảm giữa cả hai để tăng cường sức mạnh cho Persona của cả hai. Persona 5 là một tựa game dài hơi, khi mỗi nhân vật đều có những câu chuyện nền, những cốt truyện phát triển tâm lý vô cùng đầy đủ. Do đó, nếu bạn muốn trò chơi nhẹ nhàng thư giãn, có bối cảnh học đường Nhật Bản và có thể tán tỉnh nhân vật khác để sim thì đây là một sự lựa chọn rất đáng lưu tâm. Một trong những trò chơi thành công nhất của CD Projekt Red sau Cyberpunk 2077. The Witcher 3 là trò chơi cuối cùng trong trilogy game kể về Geralt xứ Rivia, một Witcher già trong hành trình tìm lại con gái thất lạc. Bạn sẽ được nhập vai vào một trong Witcher huyền thoại, sống trong một thế giới sống động và chân thực được nhà phát triển đầu tư chi tiết để có thể biến trang sách của tác phẩm gốc thành game. Gameplay thế giới mở giàu chiều sâu là một những thứ đã thay đổi ngành game mạnh mẽ cho ngày hôm nay. Cơ chế lựa chọn hội thoại và hành động để đưa ra những kết cục khác nhau đã được rất nhiều tựa game thế giới mở khác học hỏi, nhưng chưa một tác phẩm nào thành công được như The Witcher. Damn, Eskel. You got an hourglass figure. Bạn có thể nhận được hợp đồng tiêu diệt quái vật, trả giá với người đưa ra hợp đồng, và nếu bạn động lòng thương xót, bạn có thể từ chối nhận số thù lao của mình luôn, lựa chọn là bạn. Mỗi người chơi sẽ có những Geralt riêng của mình, bạn đời của nhân vật chính sẽ là do bạn lựa chọn. Yennefer, một cô nàng pháp sư vẻ ngoài kiêu sa, bí ẩn, tính cách trưởng thành đầy lạnh lùng nhưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Geralt. And I've lost my patience. Oh. She's really not in the mood. Hay Triss, một cô pháp sư trẻ với tính cách tinh nghịch, ngoại hình và kỹ năng đều bốc lửa theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu là Geralt thì các bạn sẽ chọn ai? Hãy chơi The Witcher 3 để đưa ra cho mình sự lựa chọn khó khăn này nhá. Đừng bắt cá hai tay, sẽ không tốt đẹp đâu. This is very romantic. Fuck off. Ngoài tựa game nhập vai ra, danh sách này sẽ không thể thiếu trò chơi đối kháng. Cái tên mà bọn mình lựa chọn ở vị trí này là Dead or Alive, một trò chơi đối kháng vô cùng được các game thủ nam yêu thích. Trong phần game mới nhất Dead or Alive 6 có 31 nhân vật người chơi có thể chọn và điều khiển. Ngoài gameplay đối kháng đã tai đã mắt ra thì chắc chắn là những nhân vật nữ, với thiết kế vô cùng quyến rũ cũng như mạnh mẽ. Trò chơi có đủ mọi thể loại nhân vật nữ, đủ mọi thể loại tính cách và lối đánh, đảm bảo 100% có thể khiến mọi nam game thủ hài lòng về độ bá đạo lẫn độ fan service. Ở phiên bản mới nhất, trò chơi nhận rất nhiều sự nâng cấp về mặt đồ họa cũng như mức độ chi tiết. Khi bị đánh trúng, những phần chịu sát thương sẽ bầm tím hoặc có những vết bẩn khi ngã. Ngoài ra thì còn có hệ thống slow motion khi người chơi thực hiện những đòn combo uy lực hoặc kết thúc kẻ địch vô cùng đẹp mắt. Hình ảnh đẹp, gameplay đã tay, chắc chắn thì Dead or Alive cùng dàn mỹ nữ của trò chơi sẽ thỏa mãn thú vui sim nhân vật ảo của anh em. Đây là cô nàng nóng bỏng từ tựa game cùng tên. Sự xuất hiện của Bayonetta chắc chắn sẽ không làm các bạn bất ngờ vì cô được bình chọn là một trong nhân vật nữ nóng bỏng nhất trong thế giới game. Khi cao đến 2.4m và có một thân hình vô cùng 3 chấm, là con gái của mối tình giữa một Umbrawitch và Lumen Sages, cô là người sở hữu sức mạnh của cả hai giống loài. Dù vậy, do được nuôi dạy với các Umbrawitch, thế nên sức mạnh của cô chủ yếu dựa vào phép thuật của họ. Tỉnh dậy sau khi bị phong ấn, mặc dù mất hết ký ức nhưng Bayonetta vẫn sở hữu những kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Ngoài ra, do sở hữu phép thuật nên cô khả năng thi triển nhiều loại ma pháp, triệu hồi cổng dịch chuyển, vân vân mây mây. Nói đến Bayonetta mà không nói đến thần thái của cô thì quả là một thiếu sót lớn. Cô luôn là người tự tin đến mức thái quá, cực kỳ phong cách và vô cùng quyến rũ, là những mỹ tử hợp lý nhất để có thể miêu tả cô nàng này.
Dù vậy, cô vẫn là một người rất nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần, và tất nhiên là một người đồng đội đáng tin cậy. Trong khi chiến đấu, cô thường sử dụng những đòn thế vô cùng gợi cảm để có thể đánh bại kẻ thù. Việc đó cho thấy cô là một người vô cùng tự tin với vẻ ngoài và cơ thể của mình. Aloy là nhân vật chính trong dòng game Horizon Zero Dawn. Cô là một người nhân bản để tạo ra với 9,8 gen của tiến sĩ Elizabeth Sobeck, người đã tạo ra dự án Gaia. Aloy là một cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ đã không có mẹ và được chăm sóc bởi người cha nuôi xem cô như con đẻ, Rost. Cô được cha mình huấn luyện để có thể chiến thắng buổi lễ The Proving, thứ sẽ giúp cô biết được mẹ của mình là ai. Tua nhanh 12 năm sau, giờ đây cô đã trưởng thành và sẵn sàng cho buổi lễ. Cuộc hành trình của Aloy bắt đầu. Cô khám phá những bí mật của thế giới cũ, những điều bị che giấu và cả nguồn gốc của bản thân. Aloy là một cô gái thân thiện và hòa đồng, kỹ năng sinh tồn và chiến đấu của cô đều rất tốt. Tuy gặp nhiều kẻ gây rối nhưng cô không quá để tâm đến bọn chúng và sẵn sàng giúp họ nếu cần thiết. Aloy thực sự là một thiên thần giữa thế giới hoang tàn nửa máy móc của Horizon Zero Dawn. Phần 2 của trò chơi là Forbidden West sẽ được ra mắt trong tương lai và hành trình của Aloy khi du hành ở miền Tây nước Mỹ sẽ đưa cô đến những vùng đất và thách thức nào, các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Tựa game cuối cùng trong danh sách này lại là một sản phẩm nữa đến từ Capcom. Đó chính là dòng game chặt chém quỷ dữ nổi tiếng với ông chú tóc bạc cứ phong trần qua từng phần. Dante luôn không thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Ở phần mới nhất Devil May Cry 5, chúng ta được diện kiến dàn mỹ nữ xinh đẹp. Dù không có quá nhiều đất diễn, nhưng chắc chắn mỗi phân cảnh có sự xuất hiện của họ, bạn sẽ không thể nào rời mắt khỏi màn hình. Triss và Lady với vẻ đẹp quyến rũ theo nhiều cách khác nhau, như Lady đó là sự dẻo dai và năng động, và tất nhiên là ngây thơ vô số tội. Còn Triss là một sự sắc sảo cùng vẻ đẹp lạnh lùng, đủ để làm động lòng rất nhiều anh em game thủ. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua nhân vật Nico, đóng vai trò là một kỹ sư chế tạo vũ khí cho Necro. Nico là một cô gái năng động và có phần máu lửa, và có thể nói cô đẹp một cách phá vỡ tất cả mọi khuôn khổ. Rồi, đó là top 10 tựa game có thể khiến bạn trở thành một sim chúa. Vậy thì các bạn muốn bổ sung tựa game nào cho danh sách này? Hãy comment ở phía bên dưới để cho mình biết nhé. Nếu thấy video là hay, hấp dẫn và ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DioMio để ủng hộ mình. Nếu thấy dở, hãy dislike để mình có thể cải thiện ở trong video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.